đưa thông tin của Lam Thu lên trên mạng. Sau đó, Lam Thu đi gặp thực tập sinh kia, Lam Thu muốn xin lỗi ông lão ở trên xe buýt. Rất nhanh đoạn video được quay xong, thực tập sinh nhanh chóng quay trở về nhà đài, nhìn tâm trạng của Lam Thu không tốt, cô liền bảo để anh trai mình ở lại với Lam Thu. Anh trai cô chính là bạn trai của nữ chủ biên kia, anh đã nghe về câu chuyện trên xe buýt kia. Anh ta nói tôi hiểu nỗi khổ của cô, gần đây tôi cũng không tốt lắm, đang nợ người khác một khoản tiền. Không ngờ Lam Thu nói rằng tiền tôi giúp anh trả, tôi thuê anh một tuần, tôi chỉ có một điều kiện, chuyện của tôi anh không được nói cho ai biết. Đây là một phú bà, không phải người có tiền bình thường. Người bán hàng hỏi cô muốn mua đồng hồ nào, tôi không muốn mua một cái, mà tôi mua tất cả đồng hồ ở đây. Người bán hàng lập tức quấn lấy vị phú bà này, nhưng lúc trả tiền, thẻ của bà ta đã bị khóa rồi. Phú bà kia lại đổi thẻ khác nhưng thẻ vẫn bị khóa, hóa ra mất hôm trước, bà nhìn thấy chồng mình và cô thư ký kia ở cạnh nhau. Bà ta nuốt không nổi cục tức này, nên đã liên hệ với đài truyền hình nói rằng Lam Thu phá hoại hạnh phúc gia đình bà ta. Lúc tin tức vừa phát ra, cô thư ký kia muốn thăng chức nên đã cố ý cho các vị khách hàng quan trọng nhìn thấy tin tức. Một hợp đồng quan trọng như vậy, ông chủ tiễn đối tác ra về, sau đó lập tức cho người khóa thẻ của vợ lại. Buổi tối về nhà, bà ta nói với chồng mình, bà muốn đi mua đồng hồ để xin lỗi ông, nhưng tất cả các thẻ đã bị khóa rồi. Ông nhìn vợ mình một cái, ông nói nghe cho rõ đây, lời xin lỗi của bà cũng không có tác dụng. Mặt khác, Lam Thu bị cộng đồng mạng chửi rủa và truy lùng vì chuyện không nhường ghế trên xe buýt. Cô chỉ còn cách chuyển đến khách sạn ở tạm, cô muốn dùng thẻ chứng minh thư của Khải Ca, sau đó cô sẽ gửi 1 triệu nhân dân tệ vào tài khoản của anh. Khải Ca vui vẻ đồng ý. Trở về nhà, anh nhìn tin tức mới về bài báo. Tại sao video xin lỗi của Lam Thu không được đăng lên? Chủ biên chỉ nói rằng anh không hiểu à, chúng ta vừa đổ thêm dầu vào, giờ lại sửa sai, không phải là tự tát vào mặt mình sao? Đợi qua mấy ngày nữa. Và tại lúc này, Lam Thu một mình ở khách sạn, không nhìn thấy video xin lỗi của mình. Trên mạng vẫn chỉ là những lời mắng chửi, nguyền rủa, thậm chí ngay cả blog của cô cũng bị hack mất. Ảnh của cô bị người khác chế nhạo, Lam Thu bị sang chấn tâm lý, không có cách nào ngủ được. Bây giờ cô rất tuyệt vọng, ngay cả thuốc an thần cũng không uống được, cứ uống vào lại nôn ra. Lam Thu trằn trọc cả đêm lăn qua lăn lại không ngủ được. Ngày thứ hai, chủ biên đến nhà ông chủ phỏng vấn, nhưng ông không tiếp, nhóm người còn bị bảo an đuổi đi. Ký giả lại về nhà văn hay chữ tốt viết bài báo, chế giễu hành động của ông chủ kia vì hành xử không đúng mực, dân mạng lại bắt đầu mắng chửi ông chủ kia. Ngọn lửa mới lại được thiêu diệt nhanh chóng đến tai ông chủ, nhưng ông chủ là một người có tiếng tăm, cũng không muốn gây phiền phức hơn, ông phái người đi tìm gặp chủ biên kia. Thư ký nhân cơ hội ra mặt, nói rằng thực tập sinh kia là bạn học của mình, cô đi đến tìm thực tập sinh kia, sau đó giới thiệu cho ông chủ để hai người gặp nhau. Ý tứ cuộc nói chuyện là thêm ít tiền bớt ít chuyện đi, hóa ra công ty con của ông chủ muốn làm một video quảng cáo, nhưng cũng không cần bọn họ quay, chỉ cần họ giúp đỡ đề xuất ý kiến là được. Ông chủ nhỏ còn đặc biệt nhắc đến, chuyện trên xe buýt chủ biên của cô làm rất tốt, còn cần cô ấy giúp nhiều. Lúc Khải Ca đến nhà tìm Lam Thu, nhưng cô đã biến thành bộ dạng như này rồi. Khải Ca nói, vì một ông già liệu có đáng không, Lam Thu cùng Khải Ca ra ngoài hóng gió và chụp ảnh, nhưng cô, người đưa thông tin của Lam Thu lên trên mạng. Sau đó, Lam Thu đi gặp thực tập sinh kia, Lam Thu muốn xin lỗi ông lão ở trên xe buýt. Rất nhanh đoạn video được quay xong, thực tập sinh nhanh chóng quay trở về nhà đài, nhìn tâm trạng của Lam Thu không tốt, cô liền bảo để anh trai mình ở lại với Lam Thu. Anh trai cô chính là bạn trai của nữ chủ biên kia, anh đã nghe về câu chuyện trên xe buýt kia, anh ta nói tôi hiểu nỗi khổ của cô, gần đây tôi cũng không tốt lắm, đang nợ người khác một khoản tiền. Không ngờ Lam Thu nói rằng tiền tôi giúp anh trả, tôi thuê anh một tuần, tôi chỉ có một điều kiện, chuyện của tôi anh không được nói cho ai biết. Đây là một phú bà, không phải người có tiền bình thường. Người bán hàng hỏi cô muốn mua đồng hồ nào, tôi không muốn mua một cái, mà tôi mua tất cả đồng hồ ở đây. Người bán hàng lập tức quấn lấy vị phú bà này, nhưng lúc trả tiền, thẻ của bà ta đã bị khóa rồi. Phú bà kia lại đổi thẻ khác nhưng thẻ vẫn bị khóa, hóa ra mất hôm trước, bà nhìn thấy chồng mình và cô thư ký kia ở cạnh nhau. Bà ta nuốt không nổi cục tức này, nên đã liên hệ với đài truyền hình nói rằng Lam Thu phá hoại hạnh phúc gia đình bà ta. Lúc tin tức vừa phát ra, cô thư ký kia muốn thăng chức nên đã cố ý cho các vị khách hàng quan trọng nhìn thấy tin tức. Một hợp đồng quan trọng như vậy, ông chủ tiễn đối tác ra về, sau đó lập tức cho người khóa thẻ của vợ lại. Buổi tối về nhà, bà ta nói với chồng mình, bà muốn đi mua đồng hồ để xin lỗi ông, nhưng tất cả các thẻ đã bị khóa rồi. Ông nhìn vợ mình một cái, ông nói nghe cho rõ đây, lời xin lỗi của bà cũng không có tác dụng. Mặt khác, Lam Thu bị cộng đồng mạng chửi rủa và truy lùng vì chuyện không nhường ghế trên xe buýt. Cô chỉ còn cách chuyển đến khách sạn ở tạm. Cô muốn dùng thẻ chứng minh thư của Khải Ca. Sau đó cô sẽ gửi 1 triệu nhân dân tệ vào tài khoản của anh. Khải Ca vui vẻ đồng ý. Trở về nhà, anh nhìn tin tức mới về bài báo. Tại sao video xin lỗi của Lam Thu không được đăng lên? Chủ biên chỉ nói rằng anh không hiểu à. Chúng ta vừa đổ thêm dầu vào, giờ lại sửa sai. Không phải là tự tát vào mặt mình sao? Đợi qua mấy ngày nữa. Và tại lúc này, Lam Thu một mình ở khách sạn, không nhìn thấy video xin lỗi của mình. Trên mạng vẫn chỉ là những lời mắng chửi, nguyền rủa, thậm chí ngay cả blog của cô cũng bị hack mất. Ảnh của cô bị người khác chế nhạo, Lam Thu bị sang chấn tâm lý, không có cách nào ngủ được.
Bây giờ cô rất tuyệt vọng, ngay cả thuốc an thần cũng không uống được, cứ uống vào lại nôn ra. Lam Thu trằn trọc cả đêm lăn qua lăn lại không ngủ được. Ngày thứ hai, chủ biên đến nhà ông chủ phỏng vấn, nhưng ông không tiếp, nhóm người còn bị bảo an đuổi đi. Ký giả lại về nhà văn hay chữ tốt viết bài báo, chế giễu hành động của ông chủ kia vì hành xử không đúng mực. Dân mạng lại bắt đầu mắng chửi ông chủ kia. Ngọn lửa mới lại được thiêu diệt nhanh chóng đến tai ông chủ, nhưng ông chủ là một người có tiếng tăm, cũng không muốn gây phiền phức hơn, ông phái người đi tìm gặp chủ biên kia. Thư ký nhân cơ hội ra mặt, nói rằng thực tập sinh kia là bạn học của mình, cô đi đến tìm thực tập sinh kia, sau đó giới thiệu cho ông chủ để hai người gặp nhau. Ý tứ cuộc nói chuyện là thêm ít tiền bớt ít chuyện đi, hóa ra công ty con của ông chủ muốn làm một video quảng cáo, nhưng cũng không cần bọn họ quay, chỉ cần họ giúp đỡ đề xuất ý kiến là được. Ông chủ nhỏ còn đặc biệt nhắc đến, chuyện trên xe buýt chủ biên của cô làm rất tốt, còn cần cô ấy giúp nhiều. Lúc Khải Ca đến nhà tìm Lam Thu, nhưng cô đã biến thành bộ dạng như này rồi. Khải Ca nói, vì một ông già liệu có đáng không, Lam Thu cùng Khải Ca ra ngoài hóng gió và chụp ảnh, nhưng cô, người đưa thông tin của Lam Thu lên trên mạng. Sau đó, Lam Thu đi gặp thực tập sinh kia, Lam Thu muốn xin lỗi ông lão ở trên xe buýt, rất nhanh đoạn video được quay xong, thực tập sinh nhanh chóng quay trở về nhà đài, nhìn tâm trạng của Lam Thu không tốt, cô liền bảo để anh trai mình ở lại với Lam Thu. Anh trai cô chính là bạn trai của nữ chủ biên kia, anh đã nghe về câu chuyện trên xe buýt kia, anh ta nói tôi hiểu nỗi khổ của cô, gần đây tôi cũng không tốt lắm, đang nợ người khác một khoản tiền. Không ngờ Lam Thu nói rằng tiền tôi giúp anh trả, tôi thuê anh một tuần, tôi chỉ có một điều kiện, chuyện của tôi anh không được nói cho ai biết. Đây là một phú bà, không phải người có tiền bình thường. Người bán hàng hỏi cô muốn mua đồng hồ nào, tôi không muốn mua một cái, mà tôi mua tất cả đồng hồ ở đây. Người bán hàng lập tức quấn lấy vị phú bà này, nhưng lúc trả tiền, thẻ của bà ta đã bị khóa rồi. Phú bà kia lại đổi thẻ khác nhưng thẻ vẫn bị khóa. Hóa ra mất hôm trước, bà nhìn thấy chồng mình và cô thư ký kia ở cạnh nhau. Bà ta nuốt không nổi cục tức này, nên đã liên hệ với đài truyền hình nói rằng Lam Thu phá hoại hạnh phúc gia đình bà ta. Lúc tin tức vừa phát ra, cô thư ký kia muốn thăng chức nên đã cố ý cho các vị khách hàng quan trọng nhìn thấy tin tức. Một hợp đồng quan trọng như vậy, ông chủ tiễn đối tác ra về, sau đó lập tức cho người khóa thẻ của vợ lại. Buổi tối về nhà, bà ta nói với chồng mình, bà muốn đi mua đồng hồ để xin lỗi ông, nhưng tất cả các thẻ đã bị khóa rồi. Ông nhìn vợ mình một cái, ông nói nghe cho rõ đây, lời xin lỗi của bà cũng không có tác dụng. Mặt khác, Lam Thu bị cộng đồng mạng chửi rủa và truy lùng vì chuyện không nhường ghế trên xe buýt. Cô chỉ còn cách chuyển đến khách sạn ở tạm. Cô muốn dùng thẻ chứng minh thư của Khải Ca. Sau đó cô sẽ gửi 1 triệu nhân dân tệ vào tài khoản của anh. Khải Ca vui vẻ đồng ý. Trở về nhà, anh nhìn tin tức mới về bài báo. Tại sao video xin lỗi của Lam Thu không được đăng lên? Chủ biên chỉ nói rằng anh không hiểu à. Chúng ta vừa đổ thêm dầu vào, giờ lại sửa sai. Không phải là tự tát vào mặt mình sao? Đợi qua mấy ngày nữa. Và tại lúc này, Lam Thu một mình ở khách sạn, không nhìn thấy video xin lỗi của mình, trên mạng vẫn chỉ là những lời mắng chửi, nguyền rủa, thậm chí ngay cả blog của cô cũng bị hack mất, ảnh của cô bị người khác chế nhạo, Lam Thu bị sang chấn tâm lý, không có cách nào ngủ được. Bây giờ cô rất tuyệt vọng, ngay cả thuốc an thần cũng không uống được, cứ uống vào lại nôn ra. Lam Thu trằn trọc cả đêm lăn qua lăn lại không ngủ được. Ngày thứ hai, chủ biên đến nhà ông chủ phỏng vấn, nhưng ông không tiếp, nhóm người còn bị bảo an đuổi đi. Ký giả lại về nhà văn hay chữ tốt viết bài báo, chế giễu hành động của ông chủ kia vì hành xử không đúng mực. Dân mạng lại bắt đầu mắng chửi ông chủ kia. Ngọn lửa mới lại được thiêu diệt nhanh chóng đến tai ông chủ, nhưng ông chủ là một người có tiếng tăm, cũng không muốn gây phiền phức hơn, ông phái người đi tìm gặp chủ biên kia. Thư ký nhân cơ hội ra mặt, nói rằng thực tập sinh kia là bạn học của mình, cô đi đến tìm thực tập sinh kia, sau đó giới thiệu cho ông chủ để hai người gặp nhau. Ý tứ cuộc nói chuyện là thêm ít tiền bớt ít chuyện đi, hóa ra công ty con của ông chủ muốn làm một video quảng cáo, nhưng cũng không cần bọn họ quay, chỉ cần họ giúp đỡ đề xuất ý kiến là được. Ông chủ nhỏ còn đặc biệt nhắc đến, chuyện trên xe buýt chủ biên của cô làm rất tốt, còn cần cô ấy giúp nhiều. Lúc Khải Ca đến nhà tìm Lam Thu, nhưng cô đã biến thành bộ dạng như này rồi. Khải Ca nói, vì một ông già liệu có đáng không, Lam Thu cùng Khải Ca ra ngoài hóng gió và chụp ảnh, nhưng cô, người đưa thông tin của Lam Thu lên trên mạng. Sau đó, Lam Thu đi gặp thực tập sinh kia, Lam Thu muốn xin lỗi ông lão ở trên xe buýt, rất nhanh đoạn video được quay xong, thực tập sinh nhanh chóng quay trở về nhà đài, nhìn tâm trạng của Lam Thu không tốt, cô liền bảo để anh trai mình ở lại với Lam Thu. Anh trai cô chính là bạn trai của nữ chủ biên kia, anh đã nghe về câu chuyện trên xe buýt kia, anh ta nói tôi hiểu nỗi khổ của cô, gần đây tôi cũng không tốt lắm, đang nợ người khác một khoản tiền. Không ngờ Lam Thu nói rằng tiền tôi giúp anh trả, tôi thuê anh một tuần, tôi chỉ có một điều kiện, chuyện của tôi anh không được nói cho ai biết. Đây là một phú bà, không phải người có tiền bình thường. Người bán hàng hỏi cô muốn mua đồng hồ nào, tôi không muốn mua một cái, mà tôi mua tất cả đồng hồ ở đây. Người bán hàng lập tức quấn lấy vị phú bà này, nhưng lúc trả tiền, thẻ của bà ta đã bị khóa rồi. Phú bà kia lại đổi thẻ khác nhưng thẻ vẫn bị khóa. Hóa ra mất hôm trước, bà nhìn thấy chồng mình và cô thư ký kia ở cạnh nhau. Bà ta nuốt không nổi cục tức này, nên đã liên hệ với đài truyền hình nói rằng Lam Thu phá hoại hạnh phúc gia đình bà ta.
Lúc tin tức vừa phát ra, cô thư ký kia muốn thăng chức nên đã cố ý cho các vị khách hàng quan trọng nhìn thấy tin tức. Một hợp đồng quan trọng như vậy, ông chủ tiễn đối tác ra về, sau đó lập tức cho người khóa thẻ của vợ lại. Buổi tối về nhà, bà ta nói với chồng mình, bà muốn đi mua đồng hồ để xin lỗi ông, nhưng tất cả các thẻ đã bị khóa rồi. Ông nhìn vợ mình một cái, ông nói nghe cho rõ đây, lời xin lỗi của bà cũng không có tác dụng. Mặt khác, Lam Thu bị cộng đồng mạng chửi rủa và truy lùng vì chuyện không nhường ghế trên xe buýt, cô chỉ còn cách chuyển đến khách sạn ở tạm. Cô muốn dùng thẻ chứng minh thư của Khải Ca, sau đó cô sẽ gửi 1 triệu nhân dân tệ vào tài khoản của anh, Khải Ca vui vẻ đồng ý. Trở về nhà, anh nhìn tin tức mới về bài báo, tại sao video xin lỗi của Lam Thu không được đăng lên, chủ biên chỉ nói rằng anh không hiểu à, chúng ta vừa đổ thêm dầu vào, giờ lại sửa sai, không phải là tự tát vào mặt mình sao, đợi qua mấy ngày nữa. Và tại lúc này, Lam Thu một mình ở khách sạn, không nhìn thấy video xin lỗi của mình, trên mạng vẫn chỉ là những lời mắng chửi, nguyền rủa, thậm chí ngay cả blog của cô cũng bị hack mất, ảnh của cô bị người khác chế nhạo, Lam Thu bị sang chấn tâm lý, không có cách nào ngủ được. Bây giờ cô rất tuyệt vọng, ngay cả thuốc an thần cũng không uống được, cứ uống vào lại nôn ra. Lam Thu trằn trọc cả đêm, lăn qua lăn lại không ngủ được. Ngày thứ hai, chủ biên đến nhà ông chủ phỏng vấn, nhưng ông không tiếp, nhóm người còn bị bảo an đuổi đi. Ký giả lại về nhà văn hay chữ tốt viết bài báo, chế giễu hành động của ông chủ kia vì hành xử không đúng mực, dân mạng lại bắt đầu mắng chửi ông chủ kia. Ngọn lửa mới lại được thiêu diệt nhanh chóng đến tai ông chủ, nhưng ông chủ là một người có tiếng tăm, cũng không muốn gây phiền phức hơn, ông phái người đi tìm gặp chủ biên kia. Thư ký nhân cơ hội ra mặt, nói rằng thực tập sinh kia là bạn học của mình, cô đi đến tìm thực tập sinh kia, sau đó giới thiệu cho ông chủ để hai người gặp nhau. Ý tứ cuộc nói chuyện là thêm ít tiền bớt ít chuyện đi, hóa ra công ty con của ông chủ muốn làm một video quảng cáo, nhưng cũng không cần bọn họ quay, chỉ cần họ giúp đỡ đề xuất ý kiến là được. Ông chủ nhỏ còn đặc biệt nhắc đến, chuyện trên xe buýt chủ biên của cô làm rất tốt, còn cần cô ấy giúp nhiều. Lúc Khải Ca đến nhà tìm Lam Thu, nhưng cô đã biến thành bộ dạng như này rồi. Khải Ca nói, vì một ông già liệu có đáng không, Lam Thu cùng Khải Ca ra ngoài hóng gió và chụp ảnh, nhưng cô...